Và cảm ơn quý vị đã trở lại theo dõi chương trình của chúng tôi. Như Tina có đề cập là quý vị đừng có ngần ngại về cái chuyện mình chưa bao giờ học nhảy, chưa bao giờ biết về line dance và nghĩ là line dance có vẻ là khó. Như thầy Khải có giải thích thì cái chuyện học line dance từ chỉ cần quý vị bước đi được là quý vị có thể học được. Thầy Khải có thể nói thêm một chút xíu về khi mà học line dance á, không biết là cái người học viên họ có cần phải có cái loại giày nào đặc biệt để mang để học cho dễ không thưa thầy? Thường bây giờ đó mình ở đây đó, tập thì ở bên cái Boys and Girls Club kế bên chùa Điều Ngự trên cái sân bóng rổ. Dạ. Yeah. Đó cái sân đó là sàn gỗ. Dạ. Yeah. Nó tốt lắm, nó rất tốt cho mình mấy người nhảy đồng. Dạ. Yeah. Thì người ta cũng yêu cầu mình mang giày đế trắng, dạ, đế trắng để không có làm hư cái mặt sàn của marking. Người ta. Dạ. Thành ra mình nên mang giày tennis shoe nhưng mà đế trắng. Dạ vâng. Hoặc là nếu mà ai có mang theo giày dance shoe cũng được thì càng tốt. Tại dance shoe ở dưới nó là cái lớp da. Dạ. Nó không có scratch lên cái floor của người ta. Dạ. Nó cũng tốt. Dạ, thưa với quý vị là trung tâm sinh hoạt cộng đồng Phật giáo Điều Ngự, chúng tôi rất là may mắn là thuê được cái Boys and Girls Club ở gần chùa Điều Ngự. Và họ cũng ưu đãi cho chúng tôi sử dụng cái phòng gym, là cái phòng chơi bóng rổ của các em. Thành ra là vì là phòng gym cho nên cái sân của họ là rất là tốt cho cái việc học nhảy. Tại vì nó bằng gỗ. Dạ, sân bằng gỗ. Rất là cái floor, tức là cái sàn rất là quan trọng. Lúc mà Tường Anh gặp thầy ở ngoài sân ở park đó, thì thầy dạy nhưng mà lại trên một cái sân là đất và yeah. concrete là yeah. là xi măng. Mà nó rất là đau cho cái đầu gối. Nếu mà mình tập lâu dài yeah. nó sẽ làm hỏng mấy cái kneecap. Yeah. Cái khớp gối. Yeah. Là càng ngày nó càng mòn đi. Thành ra mình phải nên đã nhảy đó, dù là ballroom hay là bất cứ nhảy thì nên nhảy trên một cái sàn gỗ, tại cái gỗ nó có thể nó có cái đà gỗ yeah. khi mình nhảy nó nhún absorb cái pressure yeah. ở đây, đá trên đá hay là floor thường I mean cái laminate hay là đá porcelain hay cái gì đó yeah. thì là cái đầu gối là nó hứng hết yeah, vâng. thành ra rất là nó sẽ hại cho cái đầu gối yeah. Ồ, như vậy thì chúng ta thì nên có floor dạ gỗ. Như vậy thì chúng ta cũng biết một chút xíu là khi mà học nhảy mà quý vị có cái điều kiện học trên cái sàn gỗ thì sẽ gỗ rất là tốt. Dạ, nãy giờ mình nói về cái chuyện line dance và những cái thông tin, những cái kiến thức cơ bản về line dance khá là nhiều. Thôi bây giờ mình chuyển một chút xíu, thay đổi không khí, chắc là sẽ mời thầy Khải và cô Tường Anh thử biểu diễn một chút xíu để cho quý vị khán giả xem qua để biết mùa về cái line dance như thế nào nha quý vị. Yeah. Bữa nay mình bắt đầu mình tập cái bài My Lady, nó theo cái thể điệu rumba của American. Thì nó có bài này, nó có 4 section, mỗi section là 8 nhịp. Thì section thứ nhất á là bước lên, bước tới, chân phải bước tới 1, 2, 3, 4, rồi bước lui 5, 6, 7, 8 chấm ở đây. Thì lúc mà bước tới bước lui thì cẩn thận phải nên mở cái bàn chân ra một chút xíu, đi theo cái đường thẳng, cố giữ theo đường thẳng. Nếu mà anh chị nào đi được thì đi, tôi cũng hay dặn học viên của tôi đi được theo đường thẳng thì tốt. Còn nếu không thì mình cứ đi tự nhiên. Rồi khi một thời gian sau mà chân mình bắt đầu có lực rồi đó, thì có thể lúc đó mình mới đi giữ theo đường thẳng. Mà lúc mà mình để line dance này á, cái bàn chân mình để luôn luôn để cái bo nó chạm đất trước. Cái bo là cái phần cục thịt ở dưới cái ngón chân cái. Tôi không biết dịch tiếng Việt là gì, nhưng mà nó, người Mỹ họ kêu là cái bo. Anh thử ra mình để cái bàn chân, đưa cái bo xuống chạm đất trước, rồi mới tới cái gót, mới nguyên bàn chân. Thành ra mình đi là đi như vậy. 1, 2, 3, mình đá. Lúc đá thì nhớ nhấc cái chân, cái đầu gối lên trước, rồi hạ đá.
đừng có đá như vậy nha. Rồi thành ra cái đó là section 1. Coi là nó đơn giản nhưng mà có mấy cái anh chị phải để ý. Đó, này là cái lối để tôi giải thích cho mấy học viên của tôi ở trong chùa. Thử ra bữa nay lên đây tôi cũng nói luôn. Đó là cái section 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tới section 2 là mình đi ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lúc mình đi ngang thì đi, mình ráng mình để ý đi cho nó cái, nó có cái hiếp đó, nó mềm mại. Muốn đó thì để ý là mình đi, để cái má và chân phía bên trong nó chạm đất trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Để cái má xuống trước thì nó sẽ đẩy cái hiếp của mình. Đẩy cái hiếp của mình đi, nó mềm. Còn nếu mình đi như vậy thì nó không có mềm lắm. Đó là cái tập nhanh nhất để mình tập mình đi cho cái hiếp nó mềm nha. Rồi tới cái section thứ 3 là mình đi cái rumba box. Rumba box thì đi theo cái hình vuông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì mình đi, lúc mình đi mình cũng để ý vậy. Đè xuống. Rồi 5, 6, 7, 8. Rồi cái tới section 4. Section 4 là mình đi bằng cái Cuban 8 này. 1, 2, 3, 4. Tới 4 là mình hạ cái gót xuống. 1, 2, mình đứng ở trên cái bo. 1, 2, cái hiếp đi theo số 8. 3, 4, mình hạ cái gót xuống. 5, mình bước lên. 6, mình xoay lại. 7, kéo chân lên. 8, mình chấm cái mũi xuống. Rồi bắt đầu đi theo cái hướng cái quả thứ nhì. Bài này nó chỉ có hai hướng thôi. Một hướng thứ nhất ở đây, một hướng thứ nhì ở đây. Thành ra mình đi hai hướng đó. Mà lúc nhớ mà ráng để ý mấy cái đó. Mấy cái mà nó nhỏ nhỏ đó, đi nhị quan, đi bằng cái má trong, đang kéo chân ra. Đây là từ thứ ba rồi. Sao cái này là cái thác? Đi cái thác. 1, 2, 3, 4, 6, 7 này. Đi nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Cảm ơn quý khán giả của đài IBC đã theo dõi chương trình. Và hôm nay chúng tôi có giới thiệu về line dance, tức là thể dục nhịp điệu, những cái điệu nhảy rất là tốt cho sức khỏe cũng như trí nhớ. Và rất là hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi trong những lần phát hình sắp tới. Rất cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin cảm ơn.